Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa các bạn đi xem cái vầy ong của mình. Cái kênh của mình thì chủ yếu là ong thôi các bạn. Lúc trước mình có đăng một vài video về trồng cây măng của mình nhưng mà không có người xem. Thì bữa nay mình sẽ không đăng các cái cây trồng khác của mình nữa. Mình sẽ đăng ong thôi. Tại vì mình thấy các bạn hình như là chỉ thích xem ong thôi, không thích xem mấy cái cây trồng khác của mình. Thì hôm nay mình lại có một cái tổ ong, nó có một cái biểu hiện khá là cần thiết để quay cho các bạn cùng xem. Thì bây giờ mình sẽ quay cái tổ ong này, tức là cái tổ ong này lúc trước là mình nó mất chúa, thế là mình thay, không phải là thay chúa mà là mình tạo chúa mới cho nó. Thì cái con chúa này được nó nở ra được 5 ngày rồi, mình kiểm tra thì những cái nhộng mà ở bên trong á nó đã nở hết sạch rồi. Bây giờ là cái bánh sáp nó sạch, không có nhộng nữa, không có trứng nữa. Thì hôm nay là được 7 ngày rồi. Hôm nay mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem thử nó đã đẻ trứng hay chưa. Mà một cái tổ ong mà nó tầm 7 ngày đến 10 ngày. Cái ong chúa mới á mà nó nở ra tầm 7 ngày đến 10 ngày mà nó không không đẻ trứng á, thì các bạn cần phải xử lý ngay, nếu không thì nó vẫn có chỗ mới nhưng mà nó vẫn có thể đưa cái đàn bay đi nha các bạn. Có nghĩa là nó sẽ đưa bay đi chứ không phải là nó không chịu đẻ, nó chuẩn bị nó bay đi là nó không có đẻ đâu các bạn. Chỗ mới nó vẫn bay đi, không phải chia đàn nhá, nó bỏ tổ nó bay đi luôn. Bởi vì là bây giờ là mùa hè các bạn ạ, thì chúng ta phải kiểm tra thường xuyên. Cái tổ mình thấy cái tổ nó biểu hiện lạ là mình kiểm tra ngay và mình tìm các cái cách để mà khắc phục ngay cái cho cái đàn ong của mình. Thì mình nuôi cũng lâu rồi, kinh nghiệm thì cũng chưa chưa phải là nhiều lắm nhưng mà mình nuôi lâu rồi, mình biết được những cái mà mình cần xử lý như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn nhé. Đây các bạn, buổi trưa nhưng mà nó ra canh cửa rất là ít và nó đi rất là ít, rất là thưa thôi. Lâu lâu có một con ra, lâu lâu có một con vào. Thì mình thấy trường hợp như thế này thì mình phải kiểm tra ngay, bởi vì là mình cũng không thấy nó mang phấn về. Mà cái tổ ong mà nó đã có chúa rồi, nó đã đẻ trứng rồi thì bắt buộc nó phải đi tìm phấn về các bạn ạ. Đấy, trước tiên là mình sẽ kiểm tra, mình sẽ xem cái cửa tổ của nó như thế nào, là mình thấy nó là không ổn rồi. Tất cả các cái tổ khác bây giờ nó đang bay rất là đẹp, nó đi rất là nhiều và nó đưa phấn về ở ngay cái khuỷu chân của nó là rất là to. Đấy, bây giờ cái tổ này thì nó vẫn ra vào, là mình nghi là nó sẽ cái số quần ra này là nó chỉ đi kiếm kiếm cái lỗ tổ khác ở ngoài thiên nhiên thôi. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra luôn cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra luôn cho các bạn cùng xem thử cái tổ ong này nó sẽ như thế nào và mình có cần xử lý ngay hay chưa. Đây các bạn, nó các cái lỗ tổ này là nó bỏ mật chứ nó không có bỏ phấn, cũng không chưa đã có đẻ trứng các bạn. Đấy, đây là cái bánh đầu tiên. Thì cái bánh này là nó cũng bữa trước mình mới bỏ, nó chưa kịp xây. Chưa chưa có bánh tổ nào đẻ trứng cả các bạn ạ. Và mình thấy như như cái bánh tổ này thì mình có nguy cơ là cái đàn ong này nó sắp bay đi các bạn. Có nguy cơ là nó sắp bay đi.
không có một con trứng nào. Và bây giờ mình sẽ tìm xem con chúa của nó như thế nào cho các bạn xem nhé. Và mình cái biểu hiện của con chúa là nó sẽ teo cái bụng, có nghĩa là cái bụng nó sẽ chưa có dài nhé, là nó sẽ chuẩn bị bay đi. Đó, mình thêm một cầu đẹp vào thì mình rút là hai cái cầu xấu ra các bạn nhé. Mình rút ra mình bỏ vào cái thùng khác để cho nó xây tiếp. Còn cái này thì mình sẽ để hai cầu để cho nó không bị quá nhiều cầu. Rồi, vậy là thao tác của mình đã xong các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Thỏ Vlog nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.